Bước sang năm Giáp Thìn 2024, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý bác anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Và đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, dự ngôn chính xác 100%, đúng 4 tháng đầu năm 2024, tuổi Canh Tuất hợp vía thần tài mà đổi đời giàu sụ, lộc lá rơi xuống ngập nhà, tiền tài ngập mặt. Quý vị thân mến, năm 2023 đang dần đi qua, nhưng vẫn còn đó, quá nhiều biến động xảy đến với cuộc sống của mỗi người, nhiều người đang dần lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu cùng đường, chẳng biết bấu víu vào đâu. Bước sang năm 2024 Giáp Thìn tới đây, người người, nhà nhà đều đang hy vọng rằng mình sẽ được may mắn và khấm khá hơn. Và theo hé lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi học phương Đông cho biết, đúng 4 tháng đầu năm 2024 này, các sao các tinh liên tục dịch chuyển, tài tinh tọa mệnh, thần Phật thương tình nâng đỡ, giúp cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, phát tài phát lộc, tiền bạc liên tục kéo về nhà. Đây chính là bước chạy nước rút để chinh phục vinh hoa, hiển đạt giàu sang của người tuổi này, từ đó trả hết sạch nợ nần mà an nhàn hưởng phúc, tiền bạc đầy nhà, gia đình sung túc, con cái được nhờ. Trước đây bản mệnh khó khăn ra sao không cần biết, nhưng khi đạt được thiên thời địa lợi nhân hòa thì đổi vận đổi đời là điều hiển nhiên. Vậy, vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm của tuổi Canh Tuất sẽ diễn biến như thế nào, mỗi phương diện sẽ có vận hạn khác nhau ra sao, làm thế nào để đè nát vận hạn, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, làm ăn đắc thắng, thì hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây cô bác nhé. Thưa quý cô bác tuổi Canh Tuất thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh hỏa, theo thuyết ngũ hành mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi. Thiên can Canh có quan hệ tương xung với thiên can Giáp, địa chi Tuất tương xung với địa chi Thìn, cho nên nhìn chung vận trình tử phi của quý cô bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ có thuận lợi và cũng có những thử thách song hành. Nếu như quý cô bác có là người dĩ hòa vi quý, hiền lành an phận thì cuộc sống không nhiều biến động, sẽ được bình an. Tổng quan năm Giáp Thìn, đối với cô bác Canh Tuất sẽ ít đi gánh lo cuộc sống, ở độ tuổi 55 mệnh chủ sẽ có nhiều thời gian hơn bên con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, chia sẻ thấu hiểu và bao dung cho gia đình, sẽ mang đến bình an và hạnh phúc cho bản mệnh. Cùng ngẫm lại một chút về vận số cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của quý cô bác tuổi Canh Tuất, sẽ thấy rõ ràng vì sao cô bác lại được ông trời ưu ái đến như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Canh Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai, họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, tuổi Canh Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Canh Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, chủ mệnh sinh năm 1970, là những người sống ngay thẳng thật thà và tốt bụng, họ không bao giờ vì tiền tài vật chất địa vị mà đánh mất đi những giá trị phẩm chất con người của mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể, nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, Canh Tuất sẽ không vội vàng trách móc to tiếng hay đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ đánh giá, đó thực sự là cách giải quyết thông minh thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự đồng cảm với khó khăn của người khác, bởi vậy mà Canh Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, tiệu vị và quyền lực, trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra Canh Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh, đối với họ gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, Canh Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn,
Chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh nghị lực cho Canh Tuất vượt qua gian nan thử thách. Chính những nét riêng trong tính cách và con người cho nên tuổi Canh Tuất khi bước đến bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời cũng đều bình an và may mắn nếu như vẫn luôn giữ vững sự thiện lương của mình. Tuy nhiên, khi bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm, Minh Đường Tử Vi xin đưa ra một số lời khuyên hữu ích cho quý cô bác như sau. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Tính đến năm 2024 này, quý cô bác tuổi Canh Tuất cũng đã ở độ tuổi 55, đa số đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Đây cũng là thời điểm mà cô bác nên hài lòng với các thành tựu đạt được. Cho đến thời điểm hiện tại của mình, mọi công việc sẽ bớt đi những áp lực, đi theo quỹ đạo mới hướng về trong gia đình nhiều hơn. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của tuổi Tuất. Trước những khó khăn nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhờ con mắt tinh tế của mình, Canh Tuất có thể phán đoán được tính cách suy nghĩ của người khác, điều đó giúp cho họ kết nối được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa được những người mồm mép xảo quyệt. Là người cần mẫn chăm chỉ, Canh Tuất thường duy trì công việc nhẹ nhàng đúng sở trường, sở thích để mỗi khi rảnh rỗi không bị nhàm chán. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của tuổi Canh Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào. Cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó sẽ khiến cho người khác bị tổn thương. Canh Tuất là những người sống hết lòng vì bạn bè với những người thân xung quanh. Khi làm việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trước cá nhân. Đó là lý do tại sao tuổi Canh Tuất có nhiều bạn bè yêu quý đến vậy. Tuy nhiên, năm nay, mệnh chủ nên giảm khối lượng làm việc lại để tránh tinh thần lo âu căng thẳng. Thứ hai, về tình hình tài chính. Trong năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của tuổi Canh Tuất khá ổn định. Cô bác vẫn có một số nguồn thu nhập đều đặn từ việc buôn bán kinh doanh hàng tháng, lương hưu. Với đức tính giản dị cẩn thận nên mệnh chủ đã sớm có được khoản tiền tiết kiệm dự phòng cho mình. Tự chủ cuộc sống là một trong những nguyên tắc quan trọng. Nếu người già muốn có một cuộc sống thoải mái, vô lo, vô nghĩ ở tuổi xế chiều, theo đó mà cô bác tuổi Canh Tuất sẽ là những cá nhân độc lập, không ỷ lại hay trông chờ con cái phải chăm sóc, hỗ trợ mà vẫn tự mình chăm lo được cho bản thân, hoặc cần sự hỗ trợ và chăm sóc từ con cái, nhưng chỉ ở mức độ phù hợp. Bên cạnh tự chủ chỗ ở và làm chủ cuộc sống, tự chủ tài chính cũng là yếu tố quan trọng mà cô bác tuổi Canh Tuất cần lưu ý để viên mãn suốt phần đời còn lại. Trong cuộc đời của mình, dù thương con cái đến đâu thì ở những năm tháng xế chiều, quý cô bác cũng cần phải học cách để cho bản thân một đường lui, trong đó tài sản của họ được xem như một pháp khí, giúp ăn hưởng tuổi già vô cùng hiệu quả. Nguyên nhân là vì khi cô bác tự chủ được tài chính, sẽ không cần phải sống phụ thuộc quá nhiều vào con cháu và hạn chế được nhiều rủi ro có thể xảy ra. Hơn nữa thì cô bác có nhiều tài sản, con cháu sẽ lại càng kính nể và làm chủ được cuộc sống của chính mình. Bên cạnh việc tiết kiệm, cô bác cũng nên đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm và hưng thịnh cuộc sống. Canh Tuất sinh năm 1970 nên thăm người thân, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đây đó để có thêm nhiều niềm vui, cảm xúc tích cực hơn. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Trong cuộc sống không ai là hoàn hảo và tuổi Canh Tuất thấu hiểu được điều này. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa thì tuổi Canh Tuất vẫn luôn bao dung và che chở yêu thương họ. Đàn ông tuổi Canh Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và những người thân xung quanh. Họ sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm làm tổn hại đến danh dự, lợi ích của gia đình mình. Phụ nữ Canh Tuất đảm đang, họ sẽ dành nhiều thời gian để vun đắp, chăm lo cho đời sống gia đình, tình cảm vợ chồng. Những người này rất biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ, vì vậy mối quan hệ hôn nhân của họ rất hòa hợp, hạnh phúc. Ở độ tuổi 55, mệnh chủ lúc nào cũng làm gương mẫu mực, nối nhân xử thế đúng đắn được mọi người yêu quý. Có thể yên tâm rằng gia đạo của tuổi Canh Tuất sẽ êm ấm thuận hòa. Nếu mệnh chủ giữ tâm tính ôn hòa, hạn chế sự nóng giận, nếu biết lắng nghe, hòa giải mâu thuẫn trong gia đạo, thì sẽ gieo được mầm yêu thương, hàn gắn liên kết giúp gia đình luôn thịnh vượng. Thứ tư là về vấn đề sức khỏe. Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng đối với tuổi Canh Tuất khi bước sang độ tuổi 55. Khi vào độ tuổi trung niên, cô bác sẽ có nhiều thay đổi lớn về sức khỏe và nguy cơ mắc một số bệnh. Chính vì vậy mà giữ tâm lý thoải mái là vấn đề cốt lõi và đầu tiên mà cô bác nên lưu tâm. Đôi lúc do tính chất vấn đề và tâm trạng mà cô bác có thể có thái độ giận dữ và trút giận lên những người xung quanh mình, chẳng hạn như gia đình, con cái, bạn bè, việc này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ cũng như sức khỏe.
cô bác nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và tuổi thọ về sau. Việc tập thể dục hàng ngày không những giúp cho cô bác khỏe mạnh, tăng sức đề kháng mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh với tim mạch, nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bên cạnh đó, cô bác nên thăm khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp cho các bác sĩ phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời. Một số bệnh có thể được phát hiện nhờ khám sức khỏe định kỳ bao gồm rối loạn tiền đình, tăng huyết áp cao, ung thư, tiểu đường, tim. Có sức khỏe thì sẽ có được tất cả. Mệnh chủ vì thế nên hình thành những thói quen tốt, thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động, khám sức khỏe định kỳ để chăm sóc cơ thể tốt nhất, dành những thời gian rảnh rỗi để tiền định, tu tập, rèn luyện sức khỏe từ trong ra ngoài, tâm trí an lành thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi cô bác ạ. Sau đây là dự đoán vận trình tử vi 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đoán định trước vận cát hung để có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tháng đầu tiên của năm mới, con giáp tuổi Canh Tuất được sao Hữu bật trợ lực nên dù khó khăn cũng sẽ có người giúp sức. Nhìn chung cô bác không cần phải lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều, may mắn là tình cảm và tài lộc của cô bác thời gian này cũng có những thay đổi tích cực. Công việc của người tuổi Canh Tuất tháng này không có biến động nào đáng phải lo ngại cả, vì đó chỉ là những việc nhỏ mà cô bác hoàn toàn có thể xử lý mọi thứ ổn thỏa và nhanh chóng. Tất nhiên họ cũng có quan điểm riêng của mình và ra sức bảo vệ nó, thế nhưng việc cùng đưa ra một quyết định chung sẽ giúp giảm thiểu những căng thẳng không đáng có là được. Tuy nhiên, những ngày đầu năm mới cô bác biết giúp đỡ nhiều người hơn nữa thì sự nghiệp trong năm nay càng hanh thông, thuận mồm xuôi gió. Vì thế nếu sẽ thấy có việc gì trong khả năng của mình thì nhớ nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhé. Tháng này, khó tránh khỏi việc cô bác dễ chi tiêu khá nhiều và tham gia các buổi tụ tập của bạn bè, người thân. Vì thế tình hình tài chính tháng này khó mà tăng tiến. Khi cô bác tập trung vào việc chi tiêu để tránh chi tiêu quá tay, thì cô bác nên lên danh sách trước những gì cần mua và món quà nào cần chuẩn bị trước để tránh việc mua sắm quá nhiều, gây ra tình trạng thừa thãi không cần thiết. Tuy nhiên, với những ai làm việc hoặc kinh doanh lĩnh vực liên quan thì sẽ nhận được kết quả đáng mừng trong thời gian này, hứa hẹn sẽ có những kết quả doanh thu khả quan. Đã đến lúc cô bác nên lập kế hoạch cho năm mới, tuy nhiên đừng quan tâm tới chi tiết quá vì cô bác không thể lường trước được những tình hình thực tế có thể xảy ra đâu. Đồ ăn trong thời điểm này thường xuyên được nấu khá nhiều và hay dùng đi dùng lại. Cô bác rất dễ bị ngộ độc nếu ăn uống không đúng cách đấy. Nhưng bảo quản thực phẩm đúng cách theo từng loại, hạn chế ăn đồ nấu lại nhiều lần, sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, ngon và an toàn. Những ngày này, cô bác cũng nên biết từ chối những lời mời rượu, bia nếu bản thân cảm thấy rõ cơ thể không được ổn định, khỏe mạnh, những biểu hiện không tốt, hay đau đầu, chóng mặt thì nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi hơn là thức khuya hay cố đi lại thêm để thăm người này người kia. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 2 tuổi Canh Tuất âm lịch, thời điểm này có nhiều xáo trộn, nhưng bên cạnh những thách thức cũng là cơ hội cho những cá nhân mạnh mẽ vươn lên. Nhìn đi nhìn lại thì cô bác sẽ thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều những người trong hoàn cảnh tương tự. Xem tử vi năm 2024, công việc của con giáp tuổi Canh Tuất thời điểm này có nhiều xáo trộn, nhưng bên cạnh thách thức cũng là cơ hội cho những cá nhân mạnh mẽ vươn lên. Nhìn đi nhìn lại cô bác sẽ thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều những người trong hoàn cảnh tương tự, biến kế hoạch tập nhìn của mình thành thực tế. Hoàn toàn là một điều không khó khăn trong ngày tháng này, khi mà cô bác là người luôn nỗ lực với công việc, vậy thì thành quả đạt được chắc chắn phải tương xứng với những gì mà cô bác bỏ ra. Tương lai luôn luôn là một ẩn số, tuy nhiên không phải vì thế mà cô bác buông bỏ, mặc cho chuyện gì đến thì đến. Nếu cô bác chủ động nắm bắt sẽ rút ngắn được giai đoạn, tiết kiệm thời gian hơn cho mình, tránh lãng phí công sức hơn trước rất nhiều. Nếu ai đang làm trong những công việc liên quan đến ngành ẩm thực, đá quý, nếu đủ nhanh nhạy trong việc kinh doanh online, tất kiếm được kha khá lợi nhuận, thì lúc này việc buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kể mà chính bản thân cô bác cũng không thể ngờ tới. Trong khi người khác thì gặp trở ngại và cố gắng xoay sở cũng không biết làm thế nào, thì tuổi Canh Tuất lại có đủ may mắn để tìm ra ánh sáng khi có sự che chở của thần tài. Điều quan trọng là khi nhận ra vấn đề, cô băng phải có đủ sự tập trung quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng, thì kết quả tiền bạc cũng rất đáng để mơ ước đấy. Tháng này cũng hỗ trợ cho việc đầu tư của bản mệnh, tuy với hoàn cảnh hiện tại ai cũng gặp khó khăn trong việc đầu tư, nhưng lại là cơ hội nếu như cô bác có đủ kiến thức và sự nhanh nhạy cần thiết,
có thể cô bác đã tìm ra được mối đầu tư như ý. Hiện tại chưa cần hành động ngay, nhưng trong tương lai hứa hẹn sẽ giúp cho cô bác thu lại được cả vốn lẫn lời. Thực tế là không ai đoán trước được tương lai, nên dù tham gia đầu tư, thì việc đảm bảo sự an toàn cho số vốn của mình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó thời gian này, bản mệnh là người may mắn hơn người khác cũng đừng nên chủ quan, chớ vội tin theo những lời ngon ngọt. Đặc biệt thời điểm này, số tiền kiếm được của một số cá nhân tuổi Canh Tuất đã bắt đầu phát huy tác dụng, giúp cô bác và gia đình cảm thấy vẫn đủ để đảm bảo cho cuộc sống và cho dù hiện tại có khó khăn tới mức nào đi nữa. Tháng này điều dễ thấy là bản mệnh có nhiều stress, căng thẳng. Nếu không tìm cách cân đối lại thời gian nghỉ ngơi và làm việc, thì cô bác sẽ dễ bị ốm nặng, thậm chí là nằm viện vì làm việc quá sức đấy. Mọi người nhìn thấy đều nhận ra cô bác bị xuống cân hoặc sức khỏe không được đảm bảo với khuôn mặt xanh xao, có thể nói rằng cô bác thường rơi vào trạng thái uể oải, buồn bã, mà chính bản thân mình cũng không hiểu lý do từ đâu. Đừng để tiền bạc là mục tiêu duy nhất đang che mờ mắt cô bác, khiến cho cô bác đánh đổi cả tình cảm lẫn sức khỏe của mình. Khi thấy công việc tạm ổn hơn, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình mình cô bác nhé. Một cơ thể khỏe mạnh là cả thân và tâm đều khỏe mạnh. Đúng là việc cô bác cần tập trung cho công việc trong thời gian này là cần thiết, nhưng đừng quên dành thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi, tĩnh lặng. Lúc đó cô bác ra quyết định cũng đúng đắn hơn, nhiều hơn là việc chỉ có chúi đầu vào việc mà thôi. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi năm 2024, tháng mới hứa hẹn có nhiều điều kiện thuận lợi đối với con giáp Canh Tuất và cô bác cũng rất háo hức muốn thực hiện những kế hoạch của mình đã đề ra trong tháng này. Nguyệt lệnh cung dưỡng khuyến khích sự chủ động, chăm chỉ nhiệt tình của bản mệnh. Tháng mới của con giáp Canh Tuất có rất nhiều năng lượng, nhờ đó mà hiệu quả công việc cũng được tăng cao rõ rệt. Những nhiệm vụ trước đây có khi cần vài tuần mới xong, thì cô bác chỉ cần xử lý trong một tuần. Có thể thấy khi các vấn đề đã được giải quyết càng sớm càng tốt, cô bác sẽ có những ngày tiếp theo diễn ra ổn định. Thêm vào đó, con cái học tập sẽ có sự tiến bộ hoặc gặp may mắn trong học hỏi thi cử, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm vui vẻ. Hẳn cô bác sẽ hài lòng với những thành tích của bản thân. Tuy nhiên, nên duy trì tác phong cẩn thận khi làm việc. Các kỹ năng, khả năng của cô bác sẽ được sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè để giải quyết công việc hiệu quả. Cũng nhờ thế, cô bác cũng có khả năng phá vỡ những quan điểm đã đeo bám mình trong suốt nhiều tháng nay hoặc giúp cho bản thân rũ bỏ được những định kiến. Thế nhưng, điểm yếu của con giáp tuổi Canh Tuất lúc này là đang có xu hướng trốn tránh các cuộc đối đầu. Điều này có nghĩa khi không thể hiện bản thân, cô bác sẽ nảy sinh sự bất bình với người khác và hình thành một cảm giác bị chối bỏ. Do đó, để thành công hơn, nên tập thể hiện chính kiến của mình, đồng thời cân nhắc các khả năng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, cơ hội xuất hiện rất nhiều khi có thiên tài ghé thăm tuổi Canh Tuất trong tháng này. Vì thế, đừng kêu ca là không có cơ hội đến với mình nữa. Cô bác phải chủ động tháo vát lên, đừng quá muộn để rồi lại hối tiếc. Càng làm ăn kinh doanh, cô bác càng cảm thấy việc kiếm tiền không hề dễ dàng gì, vì thế hãy trân trọng từng cơ hội đến với mình. Nhất là với những ai giúp đỡ cô bác bằng tiền bạc thì nhất định phải tìm cách để trả ơn, không ai cho không ai cái gì đâu. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tháng mà cô bác nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng, đừng xem thường những vấn đề pháp lý vì những rắc rối này đều trả bằng không ít tiền bạc đấy. Với người làm công ăn lương, cô bác phải biết rằng ở độ tuổi này thu nhập của cô bác rất khó gia tăng. Nên nếu ai đó có giúp đỡ hỗ trợ tiền bạc đối với cô bác lúc này là điều vô cùng đáng quý, bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm cho đời sống hàng ngày vì không phải ai cũng có thể giúp đỡ cô bác kịp thời được như lần này đâu. Cuối cùng, cô bác phải là người tự cứu lấy mình trước, việc giữ một khoản tiền đề phòng khoảng 3 tháng lương của mình để đề phòng cho những khi khó khăn là vô cùng quan trọng. Do đó, bản mệnh nên nhất định phải lưu tâm và kiên trì thực hiện một cách nghiêm khắc. Nhìn chung, chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong tháng này đấy, con giáp tuổi Canh Tuất ạ. Vì thế đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ, cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng suy giảm nên cô bác sẽ thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc thì cô bác sẽ giảm mất đi những lo lắng của mình. Thất xích bay về phương Tây Nam khuyên bản mệnh để phòng bệnh máu huyết, bệnh đường ruột. Do đó bản mệnh nên lưu tâm tới phương diện sức khỏe, nhất là những ai đang có sẵn bệnh nền, nên đi đâu nhớ mang theo thuốc đầy đủ cô bác nhé. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch,
tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tử vi tuổi Canh Tuất tháng 4 âm lịch cho thấy, quan đới ghé thăm giúp lấy lại tinh thần lạc quan, cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ cho con giáp tuổi Canh Tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. Tháng mới có thể thấy rằng, bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại, năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần tuổi Canh Tuất. Theo tử vi tháng, thời gian này có thể thấy cô bác có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có khiếu hài hước, nhờ thế mà có quan hệ rộng rãi, việc này rất tốt cho việc làm ăn kinh doanh của bạn. Trong tháng này, chính ấn tương trợ cho các dự án mà con giáp này được tham gia giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có những việc cô bác lường trước là rất khó khăn, thì bỗng nhiên trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. Tháng mới xuất hiện một số đối tác phù hợp cho các dự án của mình, nhưng cô bác cũng cần phải thật sự sáng suốt trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai. Hãy đảm bảo rằng cô bác đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tin rất tốt cho mệnh chủ là nam giới, để công việc của họ trở nên hanh thông thuận lợi hơn. Ngay lúc mà cô bác cảm thấy thành công nhất thì cũng là lúc cô bác nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn. Để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động, việc này cũng rất cần thiết để nó có thể kéo cô bác ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Tử vi tuổi Canh Tuất tháng 4 âm lịch, bản mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan tới tài chính trong tháng này, đó là lý do không ít người tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh. Các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày, kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả khổ cực mà cô bác đã bỏ ra để gia tăng các khoản thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì được lối sống tiết kiệm trong một thời gian dài thì lúc này đã có thể tự mua một món quà nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi. Tháng mới cho thấy, bát bạch bay về hướng chính Bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản sẽ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Đây là hoàn toàn không phải thành công sau một đêm, mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra thời gian này, cô bác cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nữa nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới tài sản của cô bác, nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui đấy. Trong tháng 4 âm lịch, sức khỏe của tuổi Canh Tuất có vẻ không thể tốt như cô bác vẫn nghĩ, dù không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng có rất nhiều nguy cơ tiềm tàng, cô bác không nên chủ quan, cô bác đừng cậy có sức mà tham công tiếc việc, là việc quần quật bất kể ngày đêm. Hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hợp lý, việc có sức khỏe sẽ có tất cả, đầu tư cho sức khỏe cũng là một cuộc làm ăn luôn có lợi, bởi khi có sức khỏe công danh tiền bạc cũng sẽ tới. Muốn tình hình sức khỏe được cải thiện thì chắc chắn cô bác phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải cho tuổi Canh Tuất như sau. So với tử vi năm 2023, vận trình 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Canh Tuất sẽ kém sắc trông thấy, sẽ ít có cơ hội tốt hay may mắn như trước nữa. Thay vào đó là khó khăn và áp lực vây quanh, công việc trục trặc liên miên, tiền bạc kiếm đã khó, lại dễ thâm hụt do hao tinh tác động, sức khỏe giảm sút, tiêu hao không ít tiền bạc cho phương diện này. Duy chỉ có tình cảm là bình ổn, được sự hỗ trợ của gia đình nên có chút an ủi phần nào. Sau đây là cách hóa giải vận hạn xấu cho tuổi Canh Tuất. 1. Đã là họa thì khó tránh, bình tĩnh đón nhận, tỉnh táo đối mặt. Trong năm bị chi phối bởi thái tuế, lại có thêm nhiều hung tinh tác động, khó tránh điểm hung hiểm hay thăng trầm, nhưng sông có khúc người có lúc, không phải lúc nào xui xẻo cũng đeo bám suốt được, ngược lại trong nguy luôn có cơ, hãy bình thản đón nhận mọi thứ theo đúng cách nó diễn ra, gặp sự cố thì tìm cách khắc phục, thấy việc bất lợi thì đi tìm lối đi mới, hoặc nhờ sự cậy giúp của người khác, đón tin vui thì san sẻ cho người khác, chỉ cần bản mệnh thấy khó mà không nản, biết tìm cách tháo gỡ thì việc gì cũng có thể giải quyết, xui xẻo mấy cũng có thể hóa giải, đây chính là thời điểm lý tưởng để người tuổi Canh Tuất nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh, khám phá ra tiềm năng còn ẩn giấu trong mình, từ đó tìm hướng đi đúng cho hành trình sắp tới. 2. Sự thận trọng và chăm chỉ. Giờ này chưa từng thấy người nào hành sự thận trọng, chăm chỉ và nỗ lực hết mình mà lại gặp phải xui xẻo hay những điều không như ý muốn cả. Đương số cần nhớ, tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ,
từ người thân trong gia đình cho tới người lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế. Việc chọn một người có cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyển phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án, dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn cô bác tuổi Canh Tuất cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác làm ăn chung nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024, tuổi Canh Tuất nên kết hợp làm ăn cùng những người tuổi nào để công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi? Tuổi Tuất và tuổi Tý. Tý khéo ăn khéo nói, giỏi trong việc giao tiếp, ứng xử với mọi người, vì vậy mà những người tuổi này có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu Tuất và Tý hợp tác làm ăn với nhau. Sự kết hợp này sẽ đạt được hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tý sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc đến cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Tuổi Sửu và tuổi Tuất. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Tuất và Sửu sẽ đỡ đần giúp đỡ nhau trong tính toán, lập kế hoạch cho những bước phát triển vượt bậc, còn Sửu sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp Tuất tiến hành những kế hoạch dự định đó. Họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vậy mà mối quan hệ sẽ ngày càng lâu dài và gắn bó. Tuổi Tuất và tuổi Dần. Sự tương đồng về tính cách và sở thích đã giúp cho Tuất và Dần lại gần nhau hơn. Những lúc khó khăn Tuất đều cần đến sự giúp đỡ động viên và ủng hộ của Dần. Họ trở nên gắn bó và không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai tuổi này sẽ xây dựng được một sự nghiệp ổn định vững chắc. Tuổi Dần sáng tạo và nhanh nhẹn, nhưng lại dễ nản chí và tuổi Tuất sẽ giúp họ khắc phục được những nhược điểm đó. Tuổi Tuất và tuổi Mão. Với sự thông minh sáng suốt và tài năng của mình, tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được dự định kế hoạch trong cuộc đời của mình, mọi thứ sẽ suôn sẻ tốt đẹp hơn. Nếu có bàn tay trợ giúp của tuổi Mão, nếu kết hợp với nhau cặp đôi này có thể thành lập một công ty vững mạnh cho riêng mình. Tuổi Tuất và tuổi Thìn. Tuất và Thìn cũng sẽ hợp tác tốt nếu như họ có cùng mục tiêu và chí hướng. Những người tuổi Tuất cần cù làm việc, không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Nhưng đôi lúc họ lại thiếu đi sự may mắn. Lúc này sự có mặt của tuổi Thìn sẽ giúp cho công việc của họ thêm phần thuận lợi suôn sẻ hơn. Tuổi Tuất và tuổi Tỵ. Có một điểm chung giữa hai tuổi này đó là Tuất và Tỵ đều khéo trong giao tiếp ứng xử. Bởi vậy họ có thể cùng nhau hợp tác và đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Chắc chắn tuổi Tuất thông minh chăm chỉ sẽ cần đến những ý kiến đóng góp sáng tạo độc đáo của tuổi Tỵ. Tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Tuất và Ngọ đều là những con người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp và kết bạn, có nhiều điểm tương đồng về tính cách, sở thích, chính là cơ sở nền tảng vững chắc, giúp họ duy trì mối quan hệ này. Sự hợp tác làm ăn giữa tuổi Ngọ và tuổi Tuất sẽ đem lại thành công trên nhiều lĩnh vực bởi cả hai tuổi này đều rất năng động, sáng tạo, chăm chỉ và kiên trì trong công việc. Hơn nữa họ rất dũng cảm gan dạ khi đối mặt với khó khăn nguy hiểm, không có bất kỳ thử thách nào khiến cho Ngọ và Tuất sợ hãi bỏ cuộc. Tuổi Tuất và tuổi Mùi. Mùi và Tuất có nhiều điểm trái ngược khác biệt nhau, vì vậy họ cần có nhiều thời gian để tìm hiểu đồng cảm với đối phương. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như Tuất và Mùi trở thành đối tác làm ăn của nhau. Họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, là động lực giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Mùi hoàn toàn có thể tin tưởng vào tài năng, cũng như những kế hoạch dự định của tuổi Tuất. Tuổi Tuất và tuổi Thân. Tuổi Tuất và tuổi Thân có nhiều sự khác biệt cả về tính cách, quan niệm sống và sở thích. Nhưng may mắn là sự khác biệt ấy lại giúp họ bổ sung hỗ trợ cho nhau. Đây cũng sẽ là một sự hợp tác làm ăn tuyệt vời nếu như Tuất và Thân bắt tay chung trở thành đối tác của nhau. Nếu như tuổi Tuất thông minh chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, thì Thân sẽ đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc. Tuổi Tuất và tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, hai con giáp này có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuất có khả năng đánh giá và phân tích nhu cầu thị trường, còn Dậu sẽ là người thực hiện những kế hoạch mục tiêu của cả hai bên. Tuổi Tuất và tuổi Tuất. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa nếu hai tuổi này cùng nhau bắt tay xây dựng sự nghiệp. Họ là những người có ý chí kiên cường, lòng quyết tâm cao, chừng nào chưa đạt được mục tiêu. Tuổi Tuất sẽ không bao giờ chán nản bỏ cuộc. Hai tuổi Tuất nếu kết hợp với nhau, sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường, phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Tuổi Tuất và tuổi Hợi. Người tuổi Tuất khá nghiêm khắc và có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống. Sự xuất hiện của tuổi Hợi
khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn, những nguyên tắc ấy sẽ dần dần bị tan biến đi. Thay vào đó là sự thoải mái, và các mối quan hệ này cũng trở nên gắn bó hòa hợp trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Tuất sẽ đóng vai trò là người đứng đầu tổ chức, sắp xếp công việc. Quý vị thân mến, trên đường đời của bất kỳ một ai cũng đều không thể lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió. Ai cũng có lúc phải đối mặt với những thời điểm thất bại và suy sụp trong cuộc đời. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cần phải đối diện với vấn đề và nhìn nhận lại bản thân thì mới làm chủ được cuộc đời của mình. Khi còn trẻ, người thông minh hiểu rằng không nên sống buông thả, phó mặc cuộc đời giống như nước chảy bèo trôi. Đến khi tuổi trẻ qua đi rồi, người ta mới thấy hối tiếc vô cùng. Hãy tu dưỡng 8 điều dưới đây để tuổi già có được hậu phúc quý vị nhé. 1. Người bạn tri kỷ. Trong gia đình, xã hội hay bạn bè, ai cũng có nhiều người ở xung quanh mình, người tốt và người xấu luôn đồng thời tồn tại. Nhưng dường như chỉ khi gặp nguy nan, người ta mới nhận được rõ đâu là tri kỷ. Có nhiều người bạn tốt giống như bản thân có nhiều chiếc áo ấm giữa mùa đông giá lạnh. Tính cách và nhân phẩm của một người quyết định việc người ấy có bao nhiêu người bạn thật sự tốt ở xung quanh. Khi đã bước vào tuổi trung niên, một người cần biết trân quý điều ấy. Nếu ở hiện tại, khi một người viết tên những người bạn thân thiết của mình ra một tờ giấy và phát hiện ra rằng chỉ có một vài người thôi, vậy thì người ấy đặt tâm vào việc này nhiều hơn một chút nhé. Điều đó cũng có nghĩa là người ấy sẽ phải trở nên rộng mở hơn, tấm lòng thoáng đãng lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nữa. 2. Tâm thái bình tĩnh. Một người khi đã đến tuổi trung niên rồi thì không cho phép người ấy lại thiếu bình tĩnh trong cách hành xử giống như trẻ con nữa. Ai cũng đã từng trải qua rất nhiều dự tình trong cuộc sống và đã nhìn thấy quá trình từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc một sự việc. Nếu không rút ra được bài học kinh nghiệm nào cho bản thân thì có lẽ là chúng ta chưa thực sự để trưởng thành. Gặp sự tình không như ý, không nên than trời trách đất, oán trách người khác. Đó chính là bởi vì tính khí thiếu bình tĩnh của bản thân mà tự khiến cho mình cảm thấy ngột ngạt, không phải do một ai khác đâu. 3. Gieo hạt lương thiện. Trong cuộc sống, hãy dành ra những khoảng thời gian để nhìn lại quanh mình. Khi ấy người ta dễ dàng phát hiện ra rằng còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, khổ sở hơn mình. Nhưng cho dù mình khổ đến đâu thì vẫn có người tội nghiệp hơn mình, đáng thương hơn mình. Vì thế hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ cảm nhận được sự ấm áp của lòng tốt, tình yêu thương và giúp đỡ họ có động lực tự tin vào cuộc sống. Bất kỳ ai đều nên làm những việc thiện nhiều hơn. Theo quá trình gieo hạt đó mà ươm trồng những bông hoa xinh đẹp nhất cho nhân loại và cho chính tương lai của bản thân mình. 4. Đam mê sở thích. Mỗi người đều nên chọn cho mình ít nhất một sở thích trí tuệ trong cầm kỳ thi họa và học tập trau dồi nó. Chúng sẽ khiến cho cuộc sống của con người ta thêm phần lãng mạn, khiến tâm hồn thư thái, tăng cường trí nhớ và kích thích trí tưởng tượng. Khi làm thơ ca, hát, đánh đàn hay vẽ tranh, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng mà bản thân không ngờ tới. Ngoài ra, những sở thích tích cực như chụp ảnh, sưu tầm cũng đều là những thứ gia vị làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa. 5. Hãy để được mất tùy duyên. Người ta nói, ở nơi thế gian này có hai nỗi khổ lớn, một là nỗi khổ về được và mất, hai là nỗi khổ về tình. Con người thường cố gắng bằng được mọi cách để sở hữu những thứ mà mình muốn. Nhưng suy cho cùng, nó lại giống như đang đánh bạc vậy. Khi thắng thì cảm thấy vui vẻ, còn khi thua thì lại cảm thấy buồn khổ. Trong tình yêu, được thì hạnh phúc, mất thì than trách số phận, oán hận người khác. Nơi thế gian khổ nhất là tình, cho nên mỗi người cần học cách thuận theo tự nhiên. Và mọi sự hãy để tùy duyên, chỉ có sống thuận theo tự nhiên, được mất tùy duyên thì người ta mới thấy lòng nhẹ nhàng, tự do tự tại. Đó chính là một loại phúc. 6. Bằng lòng và chấp nhận. Mỗi lần gặp chuyện khiến bản thân cảm thấy đau lòng chính là một lần rèn luyện chịu sự thống khổ, lặng lẽ chấp nhận cuộc sống không hoàn mỹ như mình mong ước. Một lần trải qua những tình huống như thế là một lần khiến cho bản thân trở nên lý trí hơn, can đảm và mạnh mẽ hơn, để rồi mỗi khi gặp đau khổ và phiền não, chúng ta vẫn có thể vượt qua một mình. Mỗi lần gặp chuyện như vậy, hãy xem nó như cơ hội hay chính là liều thuốc bổ để tăng thêm nghị lực cho bản thân. Cổ nhân thường nói rằng, phúc họa của đời người khó mà thay đổi được, vì vậy đường phúc cũng đừng quá vui mừng. Cặp họa cũng không nên quá u buồn mà tự khiến cho bản thân bị đau khổ. Chấp nhận là một cách đối diện của người nghị lực và có tu dưỡng. 7. Luôn biết ơn. Cổ nhân dạy rằng, nhận được một ân huệ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp như một dòng suối. Biết cảm ơn sẽ khiến trong lòng người tràn đầy tình yêu thương. Con người phải luôn mang trong mình lòng biết ơn. Mỗi người đều phải học được lòng biết ơn trời đất, biết ơn cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Biết ơn vạn vật trong thế gian thì mới cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc đời. Biết ơn là một cách ca ngợi cuộc đời,
trong cuộc sống lại cảm ơn đúng lúc kịp thời, sẽ khiến cho mọi người luôn thân thiện với nhau hơn, gần gũi và hiểu nhau hơn. Người có thể cảm ơn kẻ thù, đối thủ của mình là một người có chí khí khoan dung và rộng lượng hơn người. 8. Đọc sách thánh hiền. Đọc sách chính là việc học văn hóa, tăng thêm tri thức. Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời. Trong khi đọc sách chúng ta có thể thu hoạch được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn và còn có thể nâng cao bản thân. Đọc sách cũng là phương thức nhanh chóng và tốt nhất để học hỏi phân hóa mấy ngàn năm từ cổ chí kim, thu nạp được lượng tri thức rộng lớn và trở thành người có trí tuệ. Đọc sách giúp con người có thêm những cái nhìn đúng đắn về thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Nhờ đọc sách chúng ta có thể hiểu lời dạy của các bậc hiền triết thời xưa. Nhờ đọc sách, chúng ta có thể rút ra những bài học từ vô số các câu chuyện kim cổ, mở mang kiến thức, hấp thụ tinh hoa, hình thành những quan niệm đúng đắn cho bản thân. Từ đó người ta sẽ biết rõ thiện ác, ai tốt ai xấu, không dễ phạm về việc ác, tích lũy được phúc đức cho bản thân mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.